Kính thưa quý vị, Hoài Đức Bơ xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào khung giờ cực kỳ quen thuộc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Vào khung giờ này, ôi bao tử chúng ta đã bắt đầu cồn cao rồi. Hãy sẵn sàng với những món ăn ngon, những câu chuyện chia sẻ cực kỳ hấp dẫn và đặc biệt là những thông điệp mà chúng tôi muốn dành tặng cho tất cả mọi người. Thông điệp ngày hôm nay chính là nghị lực và ý chí. Đó chính là một câu chuyện đến từ một nữ nghệ sĩ, một người bạn rất thân của Hoài Rapper với hai phiên bản trước và phiên bản sau những nỗ lực và cố gắng của cô ấy. Chờ đón xem những câu chuyện chia sẻ cụ thể ra sao nha. Xin mời mọi người chào đón ca sĩ Phương Anh Idol. Xin chào Phương Anh. Chào anh Hoàng, lâu quá rồi mới gặp anh Hoàng luôn. Dạ, độ cũng cả năm rồi chứ đúng không nào? Dạ. Đây là một hình ảnh của ca sĩ Phương Anh Idol rất là mới. Trước đây mọi người quen thuộc với hình ảnh rất là dễ thương, đáng yêu của cô ấy, nhưng ngày hôm nay trẻ trung, năng động hơn rất là nhiều. Dạ. Và chắc chắn ngày hôm nay là Phương Anh cũng sẽ chia sẻ rất nhiều cái bí quyết cũng như là những khó khăn khi mình quyết định mình phải giảm cân thôi. Em thì cũng không có bí quyết gì hết anh. Vậy hả? Nhiều người cũng hỏi em là bí quyết giảm cân, thì thực ra là bí quyết của em đó là tập thể dục và ăn kiêng. Cái đó không phải là bí quyết nữa, đó là hai việc chắc chắn phải làm khi mà một người quyết định giảm cân. Còn cái mục đích giảm cân của em là do em sợ chết. Do ngày xưa em mập quá, có nhiều bệnh á anh. Với là cái thứ hai á là mọi người nói á, lý do vì sao mà mấy chục năm nay á vẫn ế. Vẫn ế. Đó là do mập quá. Hồi đó em cũng ngây thơ, em nghĩ rằng là người ta nói đúng. Em quyết định em giảm cân để em có mối tình đầu á nè. Mối tình đầu của tôi, mối tình đầu của tôi, và sau khi giảm cân rồi thì em vẫn ế. Không, từ từ em, duyên chưa tới á, duyên tới đỡ không kịp đâu. Đâu có, giảm cân một năm rồi á anh mà vẫn ế. Nên là em rút ra là cái việc ế không phải là do ngoại hình mà là do cái nết của mình đó. Do cái nết của mình đó. Nhưng mà phải thật sự rất là khâm phục với ý chí của bạn. Những gì mà bạn vừa mới chia sẻ đó chính là những bí quyết là về vấn đề lý thuyết thôi. Dạ. Quan trọng mình có đủ ý chí để thực hành hay không. Dạ đúng rồi. Đó, mình vào phòng khách để bắt đầu thực hành ngày hôm nay nha. Thì không biết là cái gu ăn uống của Phương Anh chắc chắn là sẽ thay đổi rất là nhiều. Nhưng nó thay đổi theo hướng nào ha? Bạn sẽ ăn nhiều rau củ, trái cây hơn, hay là ăn lạc hơn, hay là mình chỉ ăn đạm, mình không ăn tinh bột như thế nào ạ? Anh Hoàng nói rất là đúng. Em sử dụng hết tất cả các phương pháp anh Hoàng đã từng nói, nhưng mà ở những cái giai đoạn rất là khác nhau. Ví dụ như trong thời gian ép cân của em thì em sẽ cắt hoàn toàn tinh bột luôn. Nên là có một cái khoảng thời gian em ép nhanh đó thì là cơ thể mình sẽ đôi khi mệt, và cái đoạn sau mình duy trì cái lượng ép ít hơn á thì cơ thể mình đã thích nghi dần dần. Nhưng mà rõ ràng là chắc chắn khi mà giảm cân thì sẽ bị mệt và sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe. Nên là em khuyên với tất cả các bạn mà có ý định giảm cân thì nên có một chuyên gia dinh dưỡng bên cạnh và một bác sĩ để theo dõi tình hình sức khỏe của mình. Với một thời lượng thật là thích hợp. Dạ. Tùy với sức khỏe của mọi người. Và ngày hôm nay rất là rạng rỡ, đầy sức sống đến từ Phương Anh của Idol. Rõ ràng Phương Anh Idol ngày hôm nay sẽ là một đề bài khá là khó dành cho hai bạn đầu bếp đến. Dạ. Đây để nấu ăn cho bạn ăn. Dạ. Mà cũng phải đầu bếp chuyên nghiệp nữa, hai bạn phải nam mộ muốn dành. Dạ. Sự ngưỡng mộ cho Phương Anh bằng đẹp trai không anh? Đẹp trai không, lát nữa mình gặp mình đã biết liền. Nhưng mà quan trọng là hai món ăn nào bạn đang muốn thưởng thức ngày hôm nay. Xin mời bạn hãy đặt hàng. Viết đã. Luôn. Viết luôn, viết giấu đi, đừng cho ai thấy hết. Đừng cho ai thấy đúng không? Rồi, chốt đơn nha. Chốt. Không được thay đổi nha. Dạ không. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay. Đó chính là Đình Linh và Minh Thoại. Đây, hai bạn, bạn đầu tiên. Trời cao dữ. Chào hai bạn, mời hai bạn ngồi. Trời chắc xỉu anh ơi. Ồ đó, đẹp trai mà, rất là thanh tú ha. Chào hai bạn, xin mời bạn giới thiệu về bản thân mình. Dạ em là Đình Linh, em đến từ Đắk Lắk, em 23 tuổi ạ. Trời ơi, Đình Linh xinh như Minh Tinh nhỉ. còn đây là Minh Thoại nè, em Minh Tinh. Chào anh Hoàng ha. Dạ. Chào Phương Anh Idol của em. Đấy, em tên là Minh Thoại, em đến từ dân miền Tây, đó là Vĩnh Long. Công việc hiện tại của bạn? Dạ, công việc đây em là nhân viên văn phòng. Rồi bạn bên đây cũng vậy nè, dễ thương, đáng yêu quá. Công việc hiện tại là gì ạ? Dạ, em hiện tại em đang mở tiệm điện thoại anh. Tiệm điện thoại hả? Dạ. Dưới quê là ở Đắk Lắk luôn hả? Dạ. Ồ, giỏi vậy, một mình bạn tự làm chủ luôn. Dạ. Quá trẻ, quá giỏi. Nào, chúng ta đến với trò chơi đầu tiên để mình có thể vượt qua cái thử thách, giành lấy quyền ưu tiên và lật ra từng ưu số. Với những ưu tiên này, chúng ta sẽ có những ưu thế và những ưu đãi rất là đặc biệt. Dạ. Cầm bảng lên, xin mời. Bây giờ sẽ là đề bài đầu tiên, mình hãy ghi ra đáp án nha. Loại hoa nào thường tạo thành cặp đôi với món mắm kho miền Tây? Mắm kho miền Tây, dạ ghi ra đáp án đi ạ. Loại hoa, loại bông nha. Chứ loại cũ hay loại thân là không có chính xác nha. Rồi chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời đáp án. Bông súng, chính xác, đó chính là bông súng. À, đó là hơi lợi thế cho bạn. Dạ. Ngoại ha. Em chưa được ăn món đó luôn á anh. Ồ, mắm kho ngon lắm em ơi. Dù cơm nóng hay là cơm nguội, dù là bất cứ một bánh mì hay là mì gói luôn cũng ngon nữa. Không thể thiếu được bông súng, nên nó sẽ kìm lại độ mặn.
đúng không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Đó. Bông súng, mắm kho là cặp đôi trứ danh trong ẩm thực miền Tây, có thể gây thương nhớ với không ít người từng thưởng thức qua. Bông súng thường lên nhanh, thi nhau đua nở khắp những cánh đồng vào mùa nước nổi. Cùng với bông súng, các loại nguyên liệu khác ăn kèm với mắm kho còn có khổ qua, chuối chát, dưa leo, bắp chuối, rau nhúc, xo đũa hay kẹo neo. Như vậy là bạn Thoại đã nắm được quyền ưu thế của mình. Nào, lựa chọn đi ạ. 1, 2, 3, bạn lựa chọn ô số mấy? Em chọn ô số 3. Xin mời, bí mật đằng sau ô số 3. Không thuộc về đậu. Đậu đây là mấy cái loại đậu á anh? Đậu này là đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen các kiểu. Dạ đúng rồi, tất cả các dòng họ về đậu và có những món ăn sơ chế từ đậu thì em đa phần không thích lắm. Em ghét đậu bởi vì là mỗi lần mà luộc cái hột đậu lên nó bùi 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 á. Bùi. Em ghét ăn cái thứ gì nó bùi bùi lắm. Nhám lưỡi. Dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ sẽ làm một câu đố nó cân bằng hơn nữa nè. Đây sẽ là một câu đố dân gian nhé. Chúng ta ghi đáp án lên bảng nào. Béo tròn mặc áo nâu non, bên trong bột lọc lại hòn than đen. Đó là trái gì? Trái. Rồi, hai bạn ghi đáp án ra đi ạ. Dễ quá. Trái gì nè? Ba. Trái này chỉ có một từ hai, thôi. Một, xin mời đáp án. Không phải. Trái mãng cầu. Đến điện thoại là chưa chính xác. Còn đáp án của em là trái này chỉ có một chữ. Xoay thôi. Đáp án ra. Em quá kêu một câu. Trái mẫn cầu là trái nhãn. Là trái nhãn đấy, ở Hưng Yên. Như vậy là chúng ta chưa tìm được người thắng tại câu này, nên quyền lựa chọn ô số sẽ thuộc về Phương Anh. Dạ, em lựa số 2. Vị thuần khiết. Vị thuần khiết ở đây có nghĩa là ngày xưa khi em mập á, là em ăn rất là nhiều đồ ăn có gia vị như là muối, đường, bột ngọt và nhất là đường. Nhưng mà sau khi em giảm cân xong, em biết rằng là tất cả các loại gia vị đó nó làm cho mình cảm thấy hưng phấn, nhưng thực ra là nó không tốt cho sức khỏe của mình. Nên là sau này em thiên về những đồ ăn mà ít gia vị lại. Dạ, cảm ơn Phương Anh. Bây giờ sẽ là cơ hội cuối, lợi thế đang tạm thời nghiêng về Thoại một tí. Bây giờ sẽ là cơ hội để Linh vươn lên nha. Dạ. Và bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng ta sẽ quay trở lại với trò chơi thứ ba. Quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng bước vào trận đấu thứ ba để chờ đón xem là bạn Đình Linh có vươn lên để cân bằng tỷ số với bạn Thoại hay không. Hãy cố gắng làm sao để có thể uống thật nhanh 5 cái ly nước này, mà với một điều kiện rất là khó, đó chính là chúng ta bước vào bên trong vòng ha. Dạ. Sau đó dùng những ống hút này nối dài ra, càng dài càng tốt. Sau đó dùng lực của mình để hút, hút hết nước, mà càng về sau là phải càng nối thêm ống hút. Nào, chúng ta sẵn sàng vào vị trí. Xin mời. 3, 2, 1, bắt đầu. Đó, nối. Trong vòng 2 phút thì xem trời, ai uống được nhiều nước hơn. Nhìn là biết thằng bé này không biết nối rồi. Đó. Em muốn nối á là em phải bẻ cái đây lại nè. Bóp nó lại, bóp cái đầu lại. Bẻ đầu lại mới nhét được cái đầu kia vô. Nhưng mà cũng phải để tạo không gian để mình có thể hút thật là nhiều nước. Đó. Bạn Linh rất là nhanh tay ha, có kinh nghiệm chơi với trò này hồi bé nè. Em khoan nối để em hút trước một ly đầu rồi. Em nối càng dài em hút càng khó đó. Dạ. Đó, đúng rồi, mình xử từng ly trước. Đấy, hít, hút hít, hút hút nhiều vào, coi như đổ ly nước là em bị phạm quy đấy. Rồi á, cái ly đầu. Đừng để đổ ly nước nha. Đáng lên, chà nhỏ quá ta, nhỏ quá ta. Rồi, như vậy là ly đã đổ rồi, mình thôi, nối thêm đi để chinh phục những cái ly tiếp theo. Linh ơi, cố lên. Hút hút hút, hút, đúng rồi, trời ơi, hút, tím tái mặt luôn kìa. Đủ rồi đó, baby, em đừng gánh nữa. Hả, bạn Thoại đã xử sạch hết một ly rồi kìa. Hay quá, giỏi rồi, ok, ok. Đây, đáng lên. Cũng may là nước, nước lọc. Đâm ra là mình cũng tiếp thêm năng lượng ha. Đỡ khát nước. Trời ơi, lợi thế và chiều cao đã giúp cho Thoại cũng không cần phải cái hướng quá nhiều. Cái chỗ hư là cái chỗ đây này. Hút, hút lấy hút để, hút lấy hút để. Hút, 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 hút cắm sâu vào. 20 giây cuối cùng nào, cố lên Thoại ơi. Đáng lên Thoại ơi. Giỏi, cũng sặc luôn à. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra nha. Cái phần nước bên bạn Linh á, thì một ly đã bị đổ rồi. Hơi đáng tiếc, nhưng mà uống cũng gần hết. Ly thứ hai vẫn còn một chút xíu nước nè. Ly thứ ba cũng vậy luôn. Rồi, mình đo cái lượng nước còn dư nha. Ly thứ tư, dạ, còn khá nhiều. Ly thứ năm thì còn nguyên. Đây là số lượng nước còn lại của bạn Linh. Em kiểm tra số lượng nước còn dạ, lại của bạn Thoại đi. Xét về cái lượng nước trên bàn thì bên đây có vẻ bao la hơn. Dạ. Nước rớt trên bàn đó anh. Nhưng mà uống sạch sẽ mà. Dạ, ly thứ nhất vẫn còn một ít nước, em gom lại. Và ly thứ hai cũng còn một ít nước, em gom lại luôn. Ly thứ ba em còn một ít nước, em gom lại.
Ủa sao em thấy như nhau vậy? Rồi bây giờ mình đo nè. Bên đây mắc 3 nắc, bên đây cũng mắc 3 nắc, bên đây 2 nắc, bên kia cũng 2 nắc. Y chang nhau anh. Y chang thì cứ cân bằng quá. Và bây giờ sẽ là hiệp phụ. À, căng thẳng lắm nha. Với thành quả là những mực nước còn lại của hai bạn, hãy cố gắng sử dụng những trái bóng bàn này. Ai ghi bàn thắng đầu tiên, người đó giành chiến thắng tại vòng này. Rất đơn giản, mình hãy tân bóng, ném bóng làm sao chạm mấy nhịp cũng được, hay ném thẳng vào trong ly cũng được, miễn là trái bóng nằm gọn vào một trong hai chiếc ly này. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Đáng lên, đáng lên. Nếu mà ném mạnh quá nó văng ra ngoài đó, mình phải canh, canh cái biên độ. Đó, đó, đúng luôn, dạng dạng vậy đó. Ráng lên. Ráng lên, cố lên. Ôi, trời ơi, ráng lên. Ôi, vô rồi. Tuyệt vời, xin chúc mừng Linh. Rồi, cả nhà mình về phòng khách nào. Vỗ tay ơi. Vỗ tay dành tặng cho hai bạn rất là cố gắng và nỗ lực ha. Như vậy là chúng ta đã có tỷ số hòa một đều, nhưng mà người giành chiến thắng ở vòng 3 vòng cuối lại là bạn Linh, nên bạn có quyền sở hữu được ô còn lại, ô cuối cùng. Dạ. Xin mời nội dung ô cuối cùng. Thích vị đặc trưng hả? Có một cái huy hiệu thần bếp. Dạ. Thú vị lắm nha. Lát nữa mình nói cụ thể hơn. Dạ. Nhưng bây giờ đến với cái thích vị đặc trưng lại liên quan đến Phương Anh Idol. Là vị đặc trưng là vị gì ạ? Vị đặc trưng ở đây nó không nằm ở trong món ăn như là thịt, sữa, trứng, cá hoặc là những cái thứ mà nó chỉ cần luộc là xong. Mà bởi vì là vị đặc trưng đây là từ những vị mắm. À. Mặc dù là em hạn chế gia vị nhưng mà riêng về mắm là em không có thể cưỡng được. Nhưng mà bác sĩ có khuyên bạn là không nên ăn mắm nhiều quá, nó ảnh hưởng đến quá trình giảm cân không? Thật sự là bác sĩ khuyên á là ở người Việt Nam mình nên hạn chế ăn mắm, bởi vì là mắm nó sẽ liên quan tới huyết áp, rất là nhiều thứ. Nhưng mà rõ ràng á, từ nhỏ khi mà mình sinh ra mình đã được ăn những món đó rồi, nên là đôi khi á, mình cũng tự cho phép mình là được thử lại những món đó. Đây, xin chúc mừng cho hai bạn. Và với huy hiệu thần bếp, bạn muốn sử dụng huy hiệu thần bếp ngay từ bây giờ hay không? Tại vì bây giờ là sẽ là có rất nhiều sự lựa chọn nè. Một là bạn sẽ được chọn một trong hai món ăn này. Dạ. Hai là bạn chọn khu vực bếp mình đang đứng. Dạ. Ba là nhờ sự trợ giúp của Phương Anh là vô chế biến phụ em gì đó. Dạ. Bốn là loại bỏ cái sự khó khăn trong khu vực bếp của mình. Bạn chỉ được quyền sử dụng huy hiệu thần bếp này một trong bốn trường hợp vừa rồi. Em thấy cái bốn ok ạ. Là loại bỏ. Đúng rồi anh. Ok. Dạ. Vậy chờ xem nha. Dạ. Như vậy ở hai món ăn này coi như là hai bạn không được quyền ai lựa chọn hết. Dạ. Tôi sẽ là người lựa chọn giúp cho các bạn. Dạ. Ok mới khó. Xin mời Phương Anh tiết lộ nè. Món ăn đầu tiên đó chính là bánh xèo Nhật. Bánh xèo Nhật. Đúng. Món thứ hai. Món thứ hai của em đó chính là khu răng men. Nãy giờ thì tôi để ý là Phương Anh Idol đặt khá nhiều tình cảm, sự lưu ý đến bạn Thoại. Tại anh ấy quá đẹp trai cũng như là cao ráo đúng không? Bạn Thoại, bạn sẽ phải nấu món bánh xèo Nhật. Wow, món này là khó lắm luôn đó nha. Tôi nghe cái giọng nói cũng như cái tiếng cười của bạn bạn Linh á. Bạn ấy rất là vui tươi, dễ thương, hồn nhiên, nhí nhảnh và đặc biệt giọng cười he hợp với bạn người khu răng men. Ok anh. Ok rồi. Đây. Cô đang me he 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 nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Và bây giờ về khu vực bếp thì cũng sẽ do chính tôi lựa chọn vị trí cho các bạn. Nào, bây giờ cả nhà mình lăn vào. À không, bây giờ mình thon gọn, mình không lăn nữa. Cả nhà mình chạy vào bếp nè. Xin được đón chào quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ hãy sẵn sàng với vòng tiếp theo được chúng tôi chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để đón chào vị thực khách rất là quan trọng của chúng tôi, Phương Anh Idol. Hang. Và bên kia là hai chàng trai đẹp đó, khôn ngô tuấn tú, sẵn sàng với hai vị thế đặc. Ủa có gì nó khác khác bình thường em ơi? Dạ đúng rồi, em thấy bạn Linh thì có vẻ cao hơn bình thường. Đó chính là cái nét đặc trưng của Khẩu Vị Ngôi Sao. Khi mà hai bạn được Hoàng Rapper lựa chọn luôn vị trí đứng dành cho hai bạn đó, đó chính là bạn Thoại sẽ phải cố gắng chế biến thức ăn trong cái tình trạng là có một cái đai massage ở quanh cái vòng tay và ngực của mình. Khó đó. Vậy? Ví dụ cắt tỉa gì em phải cẩn thận nha em, chứ nó massage cái độ mạnh á, cái tay mình vậy nè. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Bên cạnh đó, cái thử thách của bạn Linh á, đó chính là phải đứng trên một cái máy tập chạy bộ đó. Nhưng mà Linh ơi, em hên quá, em đã sử dụng cái huy hiệu thần bếp trong cái trường hợp này, nên em hoàn toàn có thể chế biến thức ăn theo cái vóc dáng, hình dáng bình thường nha. Vậy em rời khỏi cái bàn đó đi. Rồi, hai bạn hãy sẵn sàng nha. Hãy lưu ý, trên cái nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ có những cái thử thách bắt buộc Phương Anh Idol phải vượt qua những thử thách này. Ủa thì ơi, mấy bạn đó mới được quyền sử dụng nguyên liệu đó. Nào, chúng ta sẵn sàng bắt đầu nha. Rồi, xin mời hai bạn.
Trong thời gian này thì mình tâm sự xíu đi. Những cái ý kiến trái chiều về việc em giảm cân, sẽ có nhiều bạn nói trời ơi em thích cái vóc dáng ngày xưa của chị, dễ thương đáng yêu mũm mĩm mà, sao không dễ vậy luôn đi, quan trọng là cái thần thái của mình tự tin vào cuộc sống chứ. Nhiều người thì ủng hộ bạn. Rồi bên cạnh đó là những cái ý kiến ác ý nữa. Tâm trạng của bạn lúc đó ra sao? Em thấy bình thường anh. Bình thường. Có nghĩa là người ta chỉ cần thấy cái ngoại hình của mình nó khác biệt với người khác là người ta đã bắt đầu là người ta không thích, và người ta đã nói những cái điều rất là tiêu cực về bản thân của mình. Ba mươi mấy năm em đã chịu những cái lời miệt thị rất là nhiều rồi á. Em cảm thấy rất là bình thường. Nên là khi mà bây giờ em nỗ lực rất là nhiều để em thay đổi ngoại hình thì em cảm thấy ô, hóa ra rằng là dù mình có mang một cái hình hài như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có những người thích và không thích cái hình hài đó. Vậy tại sao mình phải sống với những cái lời nói đó trong khi còn rất nhiều những người thương em? Vậy mà em đã thể không tiếp nhận những cái tiêu cực, lấy những cái tích cực ra làm năng lượng cho chính mình và tôn trọng và tôn vinh những điều tích cực hơn. Cảm ơn Phương Anh đã chia sẻ. Chị ơi, em đang cần nguyên liệu chính là cua mà bây giờ chị giúp em một việc được không ạ? Cua đang mê mà không có cua sao ăn? Thử thách đó hả em? Dạ. Em đặt thử thách bịt mắt, dùng mặt để cảm nhận và chọn đúng được 5 loại rau củ quả mà MC yêu cầu được treo trên một thanh xà cao ạ. Dán bức màn bí ẩn thôi. Dán qua, dán lại, dán tới, dán lui thì đây. Phương Anh à, em ở đây treo 5 loại củ nha và trái nha. Bạn không được quyền dùng tay để chạm vào hiện vật, bạn chỉ được dùng mũi hoặc là miệng của mình để chạm vào những thứ này mà thôi. Dạ. Bên cạnh đó có thể hửi được nha. Cắn được luôn. Dạ, cho cắn luôn. Nhưng mà thật sự đây là những loại sống, con sống. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Xích vô hả? Ừ, đó. Ừ. Cái này giống cà rốt. Cà rốt. Cà rốt chính xác. Tiếp luôn. Ê, cái này gừng nè. Ở gần luôn, trời giỏi vậy. Ủa hay vậy ta. Tiếp luôn, tiếp luôn. Đó, đó, đó. Củ này cao quá anh ơi. Ờ, củ đó, củ cuối cùng đó. Ây da, da, em làm rớt củ của anh rồi. Thôi bây giờ lỡ rớt rồi, anh giúp em nè. Rồi, massage mặt nè. Trời ơi, củ khoai tây. Trời giỏi vậy, hay, chính xác. Bây giờ sẽ là cái củ thứ tư đi, là bên cạnh cái khoai tây. Thì nó hơi cao nè, hơi cao nè, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Ác nghĩ sao? Ác thiệt chứ, mấy ông thiết kế, ác thiệt chứ. Cái mùi này lạ lạ ta. À, ủa. Hả? Cái gì? Khổ qua. Ờ. Rồi bây giờ cắt cuối nè. Cắn nhẹ cái, cắn nhẹ cái. Thôi khỏi cắn nữa anh. Sao vậy? Dạ, đó là củ, củ cải trắng. Đúng, chính xác, củ cải trắng. Rồi, em mở mặt nạ ra đi. Đó, giỏi. Rồi, chúc mừng em, mình dùng cua đi cưng ơi. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Em đã được ăn cua rồi. Chưa chị Phương ơi, giúp em một cái. À, bây giờ chương trình giúp là nhảy bằng chân không một vũ điệu trên một tấm thảm đó. Nhớ nha, mình phải nhảy thật là chuyên nghiệp. 3, 2, 1 nhạc lên. Nhảy, nhảy vận động chân, không có đứng tại chỗ, nhảy bằng chân mà. Rồi đó, anh làm động tác đi, em làm theo nè. Rồi chuẩn bị nè. Đó đó, múa múa múa. Cái bánh này, cái bánh này nhón ra đầu hơn á. Nhón đi. Ờ, ai biết, ai biết anh bé là mẫu chi. Múa 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 múa, xoay 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 xoay. Đó. Dậm dậm, nhanh lên nhanh lên, tempo đang rất là nhanh đó. Dậm mạnh lên, mạnh mạnh lên. Hay, hay quá, hay quá. Cố lên chị Phương. Nhảy 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 nhảy. Hết mưa rồi, hết hết giờ rồi. Hết giờ. Một phút rồi. Trời ơi thiệt á. Anh đứng ngoài thôi, anh toát hết mồ hôi với em luôn á. Rồi giỏi, vậy là cái thảm này không có làm khó được em rồi. Chị Phương Anh ơi. Sao em làm xong không hết cho mình nghỉ luôn. Ồ thiệt ác ghê. Em sẽ chế xong hết rồi nhưng bây giờ em còn thiếu nguyên liệu là me nữa, chị giúp em được không ạ? Cu rang me bây giờ không có me, chỉ là cu rang muối. Em hãy đọc thử thách đi nào. Dạ, thử thách là dùng miệng để thổi tô bột và lấy ra được những gói gia vị mà người chơi đang cần tìm. Thổi thôi đúng không anh? Thổi rồi làm sao dùng miệng của mình á. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, anh không được, không được. Mình thổi em đứng, đứng. Em đứng qua đây. Ừ. Ừ, hay quá. Trời ơi, nhà sĩ cô khác. Trời. Hay quá em ơi. Rồi, né ra đi. Né ra, nghỉ, nghỉ, nghỉ. Ghê vậy? Anh thấy, anh quay cái mặt anh em ơi. Rồi, rồi, rồi. Tiếp đi, tiếp đi. Trời ơi, nó không đi luôn á. Cái tô này nó lì rồi. Nó không, em thấy rồi. Chứng tỏ thế nào. Em cảm ơn chị. Không có giờ cái gì nữa cả. Không có giờ nữa cả. Trời ơi, mặt gì yêu nghe. Ông già Noel này trời. Chị Phương Anh ơi, bây giờ không lẽ giúp đi hai lần, giúp em có một lần sao? Rồi nói đại đi. Giúp em một lần nữa nha. Ừ. Bịt mắt và chọn ăn phai bắp kèm một số những chén mỡ hành đã được làm sẵn. Ok không chị ha? Rồi bây giờ như vậy, mỡ hành là đương nhiên không thể thiếu được. Nhưng quan trọng mỡ hành nó sẽ pha với gì đây?
Em nghe mùi nước mắm. Hương vị nên em đừng chọn nước mắm nha em. Một nè. Dạ. 2 3 4 và 5. Em chọn cái nào? 1 2 3 5 em có đánh rơi nhịp nào không? Em chọn số 4. Số 4. Đây, số 4 nha. Số 4 dạ. Nha, làm chứng nha. Dạ, anh chơi rất anh. Là thì ai biết anh chơi rất là trung thực nha. Số đường 4 đó. Nào. Thì cũng đi đến một con đường bất công ngăn trái. Đến trộn lên. Nè, đó đi bắp nè. Có đó 3 phần, đó em lấy 1 phần đi. Em lấy 1 phần. Dạ rồi. Mấy cái phần này á là nó phải trộn chung. Rồi bây giờ đó, à, đó đúng rồi, đó, hứng hứng vậy nha. Bây giờ anh sẽ rưới lên nè, rưới lên nè. Anh rưới cái mỡ hành lên. Đó, rồi em cạp đi. Cạp. Ổn định không? Ổn định không? Ổn định không? Ngon không? Ngon. Đó, cái số 4 ngon không? Ngon mà. Ngon. Mỡ hành tiêu, nhưng mà mùi hành nhiều quá nên ác hết mấy mùi kia. Thì đó, anh chúc mừng em chọn đúng cái số 4 là có một muỗng tiêu thôi à. À là mấy món kia là nhiều tiêu quá hả? Ừ. Em không sợ tiêu. Rồi vậy thôi, ok, chúc mừng em. Trời ơi, bản lĩnh quá, tuyệt vời ha. Rồi chúc mừng em, mình sử dụng nguyên liệu đi nào. Tại vì em rất là nhiệt tình với những trò chơi để giúp cho hai bạn có được đầy đủ những nguyên liệu. Thôi, mình đi make up lại cưng ơi. Hai đứa nấu ăn cho ngon nha. Hấp dẫn. Không ai tin được hai chàng trai mặc dù trẻ tuổi thôi mà chế biến thức ăn nhìn cái cách bài trí này như một đầu bếp chuyên nghiệp luôn. Em chế biến món này hả? Dạ. Em phải của em không? Trời ơi sao hay vậy, ngưỡng mộ. Ôi hay quá. Trời điểm hay 10 quá cho anh. Cái hình ảnh. Nhưng mà về phần nội dung như thế nào đây, em muốn thử món nào trước? Em muốn thử món này trước. Bánh xèo nhá. Vì đối với em món này là món rất là khó làm. Đúng. Rồi xin mời em. Anh thử với em luôn không? Dạ không, đây là phần quà của riêng em. Ồ. Bánh là cho những nha. Cái gì ăn xong rồi tập lại nha, ngày mai bắt đầu tập khí thế nha em ơi. Ăn cảm nhận như chị đó. Tâm huyết của em vào cho chị đó chị Phương Anh à. Nếu nhắm mắt lại và thưởng thức thì mang đúng hương vị của Nhật Bản. Dạ dạ. Nhưng mà món này bị thiếu một tí. À, thiếu gì em? Em biết thiếu gì không? Đó là thời gian em nấu. Bởi vì bánh xèo Nhật á ít gì thì cũng sẽ có một cái độ giòn. Em nắm lên vậy nè. Thì là ở dưới đây giá bị quá nhiều á. Ở dưới cái bánh xèo Nhật á là có một cái lớp bột. Sau đó là sẽ có một lớp giá ở giữa. Sau đó ở trên là một cái lớp bột nữa. Nhưng mà cái lớp bột ở dưới cùng của nó là lớp bột sẽ hơi giòn một tí. Qua món ăn này thì không biết là Thoại muốn dành tặng lời chúc nào cho Phương Anh nè. Dạ, qua cái món ăn này á, em đã dồn hết tâm huyết vào cái món Nhật này rồi chị ạ. Thì thôi em chúc chị ha, ăn món này ngon miệng và luôn giữ được cái form người như thế. Xinh đẹp và thành công trong công việc. Ok. Cảm ơn bạn, rất là ngon ha. Rồi, mời Phương Anh uống nước. Hay quá, nhìn nó áo lên một cái lớp me bên ngoài. Một màu sắc cực kỳ bắt mắt, rất là hấp dẫn, kích thích quá. Dạ, xin mời quý khách. Anh ăn chung với em luôn được không? Dạ, thôi, này phần quà của em mà. Đầu tiên là em sẽ xem nước sốt, đúng. Sốt me, ổn định không? Cái đầu lưỡi mình chạm vô cái nước sốt me, cái thích tê tê không? Cái này á, về nhìn á, là xuất sắc rồi đó. Có một cái vị chua rất là chân. Với cái còn lại nữa là trong đây có tỏi. Dạ, có tỏi với gừng nữa chị. Đúng rồi, còn cái tỏi của bạn này làm á, vừa đủ. À, vẫn đủ dậy mùi thôi. Bây giờ quan trọng là phần thịt nè. Trời ơi, làm khéo quá, hòa quyện. Trời ơi, em ăn đúng cái phần anh thích nhất của con cua luôn á. Ngon không? Gạch gạch ngon không? Ngon. Chuẩn ha. Đó, trời ơi, chẳng hiểu thịt cua gì mà ngon. Hợp lý không? Sau khi ăn ngày hôm nay thì em thấy rằng món đây là hiện tại tới giờ phút này là em chưa tìm ra được cái từ để chơi. À, không tìm ra lỗi được. Bạn này bạn nêm nếm rất là vừa miệng nên là khi mà ăn cua này vào á là mình cảm thấy vừa mặn, vừa ngọt, vừa chua và rất là đều mùi luôn. Nhưng mà nếu như mà bạn nào mà muốn ăn no hơn thì có thể ăn chung với bánh mì thì cái vị này không quá mặn cũng không quá lạ. À, cho bánh mì vào hả? Được, dạ. Hợp lý. Chúc mừng bạn Linh nha. Rồi bây giờ mình quyết định xem món nào là món chiến thắng ngày hôm nay ạ. Xin công bố, ngày hôm nay món chiến thắng đó chính là món cua rang me.
Xin chúc mừng bạn Linh. Và bây giờ chúng ta nhận thưởng thôi. Xin mời. Đây chính là phần thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho món cua rang me đã giành chiến thắng. Dạ, em cảm ơn tất cả mọi người. Của Đình Linh. Đình Linh. Em tự của em. Dạ, đó, mình trao tay thôi. Vì một con cua mà em mắc ngay giải thưởng 5 triệu. Nó quá ngon, mà đặc biệt là tình cảm và sự quyết tâm của bạn ấy. Cảm giác như nào Đình ha? Dạ, em cảm giác là hạnh phúc vui ạ. Và món cua rang me này em đặt cũng rất là nhiều tâm huyết vô đây. Tại vì trước khi tới chương trình em có tìm hiểu về chị Phương Anh là đang giảm cân, cho nên là bình thường là em có thêm gừng để nóng cho chị được ăn vô, chị được giảm cân á. Rồi em không có làm quá chua, tại vì em biết là chị giảm cân là chị bụng bao tử của chị chua nhiều quá nó sẽ là không tốt cho bao tử của chị. Cho nên em sẽ chọn acid một cái vị nó thật là vừa phải cho chị ạ. Dạ. Trời ơi. Rất là tâm lý, cảm ơn bạn Linh rất là nhiều ạ. Và bên cạnh đó tâm huyết cũng không kém, nhiệt huyết không kém là anh chàng điển trai bên đây đó. Cảm ơn phải nhiều nghe. Nhưng mà có thấy tức tiếc gì không? Buồn chứ anh. Buồn gì, gục vào vai anh khóc đi em. Trời ơi, em đã gục vào vai một kẻ thù của em để em khóc. Kẻ thù một đâu? Một người đàn ông đã mua thiếu gia vị cho em. Người ta nhận lỗi rồi mà. Dạ, nói chung thì không sao anh Hoàng hả? Quan trọng là mình đã gặp được chị Phương Anh, idol của mình. Chúc sức khỏe mọi người và nhất là chị Phương Anh đây và anh Hoàng đây ha. Dạ, cảm ơn bạn. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Dạ, bắt tay bạn ấy, đó, 20 phần quà. Trời ơi, thích quá. Muốn ôm không? Ôm cái nồng thấm nè. Ôm cái nồng thấm. Rồi đã. Anh ơi, em thay đổi giải nhất được không? Dạ, không, bây giờ giải đặc biệt nữa là kết bạn Facebook nha. Kết bạn với bạn ấy. Cảm ơn Phương Anh, cảm ơn hai bạn Thoại và Linh ngày hôm nay đã nấu ăn rất là ngon để dành tặng cho nghệ sĩ chúng tôi. Và hãy tiếp tục với chặng đường với những món ăn ngon, những công thức chế biến và những câu chuyện chia sẻ đến từ Khẩu Vị Ngôi Sao, được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.